Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Gaming. Và Duy Khả chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Và ở lần video này thì Khải vừa đấu giá được trong bang cái rương đó. Cái rương bắt bao rương. Bắt bao rương thì anh em cũng đủ biết rồi. Cái rương này thì mở ra rất là nhiều đồ giá trị nè. Khải đấu giá được 3 kim 5. Kim 5 được cái rương này. Giờ hôm nay thì Khải mở cho anh em xem. Không biết ra cái gì đây. Mong ra ngựa chiếu già bệnh viện, xích thố chiếu già, xích thố bệnh viện các kiểu thì lời nè. Hoặc là võ lâm mật tịch thì lời. Còn tài tử kinh thì coi như 3 kim 5 mà được ra cũng tài tử kinh coi như lỗ. Rồi nếu mà ra phi phong thì anh cũng có một cấp á, thì mang đánh tống kim luôn nè. Còn không thì ra phi phong khánh cả 10 thì cũng được thôi. Tại vì tiền nào cũng nói thôi nè. Hên thì may mắn thì mình ra được đồ VIP. Còn xui thì mình ra đồ cùi cùi thì mình đánh tạm thôi. Bây giờ ra thì đỡ xài cũng không phải bán đâu nè. Bây giờ có ra thì khả năng lại đỡ xài thôi, không có bán. Rồi ok, không biết nhắm mắt khui thì ra gì đây. Bắt bảo rương. Đây khui nè em ơi. Em giấu giấu mình góc này khui cho nó. Nó phê rồi, đây. Đó, rừng trống nè, rừng trống hoàn toàn nha. Mua cục quá tử quá. Quá tử thì may mắn không, may mắn lên ngồi không. Đó, một cái đó với một quá tử. Đến lung linh, còn lung linh ngày nãy ăn rồi. Ok, quá tử. Anh mình thôi. Rồi, này đã tí nữa quay 12 giấc cây. Rồi, khui nha nè. Khui nha. 1, 2, anh em đang xem cho một like. Mở gì đây, gì đây, gì vậy, đồ xanh không thấy chữ. Wow, yes, yeah. Lên tiền dán xe vào kỹ năng cũng có một. Đường quá đó, quá đẹp nè mày. Đồ mùa ba rương ấy nè, đồ rương này cũng được, dán xe vào ngon. Tổng kim vào đẹp. Rồi, đồ coi cái này cũng có một người lực tay nhiều. Bước ngang bút có khỏe không? Uầy, đồng máy lực tay là 5k4, vãi lên. Giao hình cho gì cái anh ạ? À, khỏe vãi. À, thổ quá. Đâu, giờ này đó vãi lên. Cái đấy được kiếm ở đâu ra đấy? Mở, bắt vào rương em mới mua 3k5 á anh. Mua nó mua gần vàng đấy. Đấy, cho ngồi. Đâu, thầy quá nè mày, quá đã. Mong, mở cái rương chỉ lầm, mong có cái này thôi nè. Đó. Anh ngáo độc. Đánh tông kim nè. Trời ơi, đánh 5 ngày tông kim. Quá đẹp. Quá đẹp. Trời ơi, đẹp. Ngon quá nè mày. Chào rồi, anh chào luôn nhỉ. Chào hai luôn. Này, đánh tông kim bầy nóc. Quá tuyệt vời, quá đẹp trai. Ở đâu có tiền, ở đâu có phèo đâu. Đâu. Quá đã luôn nè mày, thôi. Anh cho em xin chào tí. Hôm nay thì tông kim top 9 thôi. Ngày mai có phi phong chắc còn hơn tốt nữa nè. Đó, đầu tư vũ yếu đồ. Anh toàn. Đầu tư vũ yếu đồ đạn đánh tông kim cho anh em xem là dùng không mơ mộng gì nhiều nè. Anh em thích anh em ủng hộ là được. Đó, còn việc đầu tư khu khái thôi. Úp mạnh vào phi kim. Ừ, 5 ngày nè. 5 ngày. Vừa mới có dây chuyền hết tất cả, có dây chuyền mấy ống ba. Chung một cột. Sao làm càng thơ lắm, sao làm càng thơ. Ừ, ngon rồi. Đồ anh toàn đồ. Đó, anh đánh được 5 ngày nè. Hôm nay ngày 15, ngày mai đánh, ngày 1 đánh, trong 5 ngày. Tí. Quá tuyệt vời. Bữa giờ mua rương chủ yếu tìm cái phi phong rồi nè. Phi phong kinh năng 1 á. Thơm quá, quá đã luôn. Quá tuyệt vời, không còn gì mà tuyệt vời hơn nè em ơi. Đúng là hôm nay ra phi phong đã quá sướng luôn. Ơi, ok anh em xem video thì đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ nè em ơi. Hôm nay thì Khải top 9 thôi. Rồi ngày mai thì có phi phong rồi, Khải sẽ cố gắng hơn top rồi nha anh em. Ui, có thiếu lầm lực tay tròn 5k7 luôn. Quá đẹp, có thứ 5 rồi. Đây, thứ 5 rồi. Thứ 5 rồi, 5k7 được tay luôn. Này, 5k6 thứ 5 ghế rồi. 5k7, 5k4 rồi, đó. Này mà đúng là chuẩn là thiếu 5 này. Ngày mai mà cắn lắc lực tay 6k. Nếu mà chủ yếu đánh, chủ yếu là thiên lang là nhiều. Nếu ngày mai cắn lắc lực tay khoảng 3k rưỡi nè. Lực tay khoảng 3k rưỡi. Không gia hàng được em ơi, không gia hàng được. Muốn thì phải mỗi lần mua cái rương bắt vào rương. Anh em muốn có cái này anh em phải mua bắt vào rương. Thường xuyên anh em mở hên xui nè. Cái rương này là rương thứ 3 rồi nè. Khai mở lần 3 rồi nè. Lần 3 được cái bắt vào được cái kỹ năng vẫn có 1 ấy. Vãi nồi. Chạy đi đâu. Chờ bữa giờ thì bữa giờ nè. Đó. Quá đã. Không còn gì tuyệt vời hơn. Ok, thôi Khải off video đây, anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nha.